Hôm nay là 7 tháng 7 2023, đúng ngày sinh nhật 66 tuổi của em Hiếu. Em Hiếu sinh ngày 7 tháng 7 năm 1957. Chị sắp sửa lên văn phòng của Thủy Sương rồi, đem thức ăn cho gà con. Có gì em ở nhà em coi nhà nha. Mở trên đó chắc thế nào cũng mua cái bánh rồi gọi các anh tới để ăn sinh nhật của em đó, 66 tuổi. Còn chị ở đây, chị thắp nhang cho em. Có cái kẹo mè sứng nè, thấy không? Đó, rồi xong rồi có sô-cô-la. Em thích thì em mở ra em ăn. Em uống nước trà nha, chị đi nè. Chị chào em. Giữ gìn sức khỏe nha. Thương lắm, thương em chị. Thương ghê sợ luôn. Bây giờ chị sẽ đi nè. Bây giờ còn 15 phút nữa là 11 giờ. Không thôi xe điện trễ hết đó. Chị chào em. Chào em Hiếu, khắc Hiếu của chị. Hôn cái. Thương lắm.